Em xin chào tất cả anh chị đang có mặt trên kênh Lạc Hồng ngày hôm nay. Trong video lần này, em sẽ giới thiệu đến mọi người sản phẩm đến từ thương hiệu KENBO, đó chính là kích thủy lực. Trước mặt anh chị đây, đó chính là kích thủy lực 2 tấn và kích thủy lực 50 tấn. Ở đây thì chiếc kích thủy lực 2 tấn chính là model nhỏ nhất, còn là chiếc